cảnh tư đường à, thanh phong hoạt là nguyệt này thùa ba dương trong tiết thiểu quang ý. Thánh Vân công chúa trên thượng thiên mẫu ngự về
dày vẫn hát thôn quê nghĩa ứng thiên mạng nhà lê cải trần xa nhiệt pháp giới mông mông chư Phật hải hội tất giáo vân tùy giữ kết đường vân thành ý thương nhân chư Phật hiện toàn thân nam mô hương cúng dâng Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương cúng dâng Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương cúng dâng Bồ Tát Ma Ha Tát chú tiên thỉnh mời thành mẫu đề nghị chúa tiên quốc xưa mẫu ngựa trên đền đông ma quân nhan sắc khác thường mình dùng nhan sắc khác thường thì giá danh đòi một về hương thì khôn thì thank you.
Cá sấu lạch còn lớn để giúp bạn chép buồn tình cải phương học đạo chúng con. Quyền do mạnh trọng tâm hưng trí sự danh sinh cứu vượt đầy thần thất đẹp nghệ vô vân cát vọng phủ sở cảnh. Đồng đề nó cũng loan giá phụng hành xuất thủ tình đồng thời pháp sinh không có tờ hương đáng sớm hơn hai đại ngà truyền pháp sự truyền sớm hả à. Tuân phục Như Lai thần, tuân phục Thích Ca Như Lai, di giáo đệ tử thiền thành hoàng. Thành khủng khe thu khâu thủ đốn thủ bách bái trần từ tuyên bài thượng ngôn đề. Cổ dĩ a trí tôn trí đại vô số vô thành hôn nhất nguyên hiệu hiệu khối khối tiệp hàng bất tức à. Hạ thầm ngưỡng càn cao hạ ngưỡng viên hữu Việt Nam quốc Hải Phòng thành phố Hải An quận Ngô Gia Tự phố Gia Số đệ bát hiệu ngách nhị thập hiệu ngõ nhị bát cửu thập cửu hiệu y vu vân cát vọng phủ cư làm thượng hộ hòa thanh cũng đang thu tiền tiến lễ xuất thủ trình đồng phát tấu biểu quan thính phật tuyên kinh cung in tứ phủ kính lễ sơn trang bái tiễn thiên quan sám tạ bản từ liệt vị tiên thánh phụng cống hoa nghi tài mã cung in liệt giá chắc dáng dương đồng thí thực cô hồn khất cầu bản mạch bình an lộc tài vượt tiến tăng diên trường thọ sự kim thần này mộc ân thanh đồng vũ thị thu minh tự huyền quang hiệu tuệ giác đại bái vì đệ tử đàm đức mạnh bản mệnh sinh canh ngọ niên hành canh tam thập tuế kim liên vạn dị thủy diệu tinh quân bảng lâm bát quái chấn cung thần quan đàm tức nhật ngưỡng càn thanh thinh phụ giám phàm tâm ngôn miệng thần đẳng phao sinh bạch ốc nạm thuộc thanh đồng số ký định phu thiên cung mệnh thực căn nữ tứ phụ vi thứ nhất tâm tưởng vọng mà cảm quay vi tư nhân đương biết trí kỳ cung hành trình lễ do thị thủ kim nguyệt cát nhật tu thiết thương hoa kim ngân lễ vật tịnh cúng phu trần cụ hiệp sớ văn kiển thân bài tâu à. Cùng ví nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo kim liên tọa à. Nam mô đô đản giáo chủ chính pháp minh vương đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát tổng niên tọa. Đồng thanh đế ngọc bệ hạ tiên địa thủy tiên tam tòa phương mẫu vị hoàng tử vương quan chư vị không sai cai đồng thủ mạnh công chúa thanh tiền bản từ phụng dưỡng nhất tiết liệt vị uy linh ngũ hổ thần tướng vị hạ tiền các giá hội đồng chư tôn chắc dáng thung dung giá ngự thứ tự quang lâm tá khẩu thông truyền hội đồng chuẩn đã nạp tỷ đệ tử kim nhật thừa hữu tưởng vọng chuyển phong vân như tâm tính viên minh trưởng thời hợp cách thành đồng khai nhãn nhĩ thông truyền chỉ phán nhật thần kiên pháp bản bội thừa nhan đắc mộc thánh ân bất thăng khích thiết bình dinh chi trí cẩn sớ thiên vạn kỷ hợi niên thập về nguyệt phúc sinh nhật lễ chủ thành tâm thần hòa nam thượng sơ à. Đó lại còn lớn hạ tay lòng.
cả cho nhà họ Đàm cũng còn từ nay trở đi, từ mai về sau ăn cơm đình thần mặc áo bốn phủ, đàn duyên được viên mãn để ngài cho sở cầu tất ứng sở nguyện tất thành ạ. Tài đề ta bốn mùa bắt tiết tan qua, sứ điệp dâng lên ngài về tấu đôi chùa biên rõ ràng phê cho nhị tự trường sinh. Nhị tự trường sinh phê cho nhị tự trường sinh, cửa nhà phú quý khang linh thọ trường phê cho vững mạnh khang cường. Chứng tâm lòng thành cho thầy trò Vũ Hòa Đàm à? Dạ. Đóng cơn đài anh em ta khám đàn à? Dòng nhan ai vuông thấp cờ diều quan lớn chứng đàn diệt ngã tích thằng cũng giang kim phụng hoàng lần cần thánh chuông tiên trùng vương. Nên chúng sinh cố nga kim tình để răng nhan thấp bờ diều ông lớn cho vững mạnh khó cường. Đặt gối cô quỳ đệ tử con xin đặt gối tâu quỳ làm tôi tiên thánh ước tu đạo hiền nhân gian phùng bệnh tu tiên. Nhân gian phùng mình tu tiên tứ phổ lắm phép quan binh độ chỉ đệ tử con đặt gối tâu quỳ. Anh tin nhất tâm đệ tử con thành viên nhất tâm mê làm con bốn phủ ước mong đạo lành đồ cho các tử bình an. Thank you.
chớp rồi nổi cơn giông cây cối đổ xuống. Sông gió bịt buồn muôn loài quỷ mi tiếp uy dùng gió. thần lệnh sai
dâng nước xoay vần. Đôi cơn mưa xa đi.
trường sinh phê cho nhị từ trường sinh nghe cửa nhà phú quý khang linh họ trường phê cho vững mạnh khang cường cấp thực ban lương ông lớn về cấp thực cấp lương đồ cho đệ tử được phúc lâu giàu về đồ cho đôi chữ trường sinh từ trường sinh chữ phú chữ quý khang linh đời đời phê cho dũng mạnh đôi đàn lại nở ra rồng cho trứng rồng lại nở ra rồng hạt thông lại lẩy trôi thông rừng là bốn mùa phạm làm cát hoa dân nàn quốc thái dưỡng ca chơi bời quân thần và thái đạo làm vui khai giếng trứng đàn ông lớn về ngày khai giếng trứng đàn trứng đàn trứng phủ ngài trứng tâm lòng thành đồ cho nhị thị trường sinh lại sông ngân nước thân nơi này sông ngân đi tưới lên cây đức nghi bốn mùa vinh hoa lộc xanh trải rộng bao la duyên ngã tích tăng cúng dạng kim phụng hoàng thần cận thánh chúa tiên trùng vương cây đức nghi bốn mùa vinh hoa màu xanh trải rộng bao la
tử con thành kính nhất tâm mê làm con bốn phủ ước mong đạo lành độ cho thân chủ bình an. Quan binh đồ chỉ đệ tử con đặt gối tu quỳ trên theo Phật thánh dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai ông lớn về tiếp lập ban tài. Dạ. Chúc phúc cho
cho các thầy nhang đồng đèn. Dạ. Các phúc trợ duyên cho thầy trò. Dạ. Cho được đông con nhang được bát ngàn đệ tử hả? Dạ. Cho các quý vị các đường có đường có lộc, phụng sự được việc tiên cung được tiên cánh được gia chung cho đến ngày quyền này mãi của. Dạ. Cho dân thôn bản hạ ông nhiều cũng thuận nữa. Dạ. Hòa phúc ông ấn tấn người tội công.
thơ Lý Bạch nghệ, thơ Lý Bạch cờ tiên ai dám vi, diệu lũ đi từ thi coi chi, ngắm xem mê hoa cúc hoa tùy, hoa đan hoa huệ tứ kỳ bách bách hoa. Hiểu ông đệ nhị thiên đình sang sinh, vốn xưa ông tài thiên đình đêm ngày trầu trực ở trong lâu đài. Số tư trên đời một tay biên chép chẳng sai số nào, ba quan văn vũ nội tào khi ra bề ngọc khi vào tòa trương ra hồi cung thủy quốc đông đình qua lớn đệ tam thủy quốc đông đình đệ tam phái từ giang sinh đền rồng. Thank you.
thành dâng một triệt nhang tấu về thủy phủ dương văn các tòa thiên đình địa phủ diêm la. Tấu về thủy phủ vua cha đồng đầy vốn dòng là chúa thủy cùng sớ điệp dâng lên kim ngân sớ điệp dâng lên đi trình quang tam phủ chép biên dành dành phi cho các chủ bình an. Phủ chúng đàn giúp ông về khai phủ chúng đàn này sau là truy chóc chứng phủ chứng đàn quan lớn về ngày chứng phủ chứng đàn sau quan lại chứng tâm lòng thành đồ cho nhi tự trường sinh. Trường sinh ông lớn phê cho nhị từ trường sinh chữ phú chữ quý an linh đời đời phê cho dũng mạnh đôi đàn cấp thực cấp nương ông lớn về ngày cấp thực cấp nương đỡ cho đệ tử phúc lâu giàu bền đồ cho tài lộc đề ra. Trứng rồng mai nở ra rồng hạt thông hại nảy trời thông rồng ra bốn mùa phẳng lặng can hoa phẳng lặng can qua bốn mùa phẳng lặng can qua dân nan quốc thái sướng ca chơi bởi quân thần phải đạo làm tu. Đạo làm tôi quân thần phải đạo làm tôi trên thuần lòng trời giữ đẹp lòng dân hội đồng bữa phủ nghiêm quân khai giếng chứng đàn ông lớn về người khai giếng chứng đàn chứng đàn chứng phủ ngại chứng tâm lòng thành đồ cho nhị từ trường sinh lấy tài sông ngân nước thần lấy tài sông ngân đi tưới lên cây đức đi bốn mùa vinh hoa màu xanh trải rộng bao la. Tươi tốt như hoa đốn đổ cho tươi tốt như hoa tâm tâm hoa ngạc đảm đang mọi bề đồ cho đồng qua biển sông mê qua biển sông mê đồng dòng nhan hai cuông thập cờ diều quang minh chiếu từ trung ngã thích tăng cung giảng kim vùng hoàng lần cần thánh chúa tiên trung vương. Gia âm từ bi lân mẫn chúng sinh cố ngã kim đỉnh lệ dòng nhan thập kỳ diệu quang miên chứng đàn duyên phổ chứng đàn quan lớn về chứng phổ chứng đàn ngự lên đồng tử cứu dày dương gian cứu cho đệ tử bình an. Chứng đàn quan lớn về ngày khai giếng chứng đàn nhị chứng đàn chứng phủ ông chứng tâm lòng thành đồ cho nhị tự trường sinh thực cho đồng ông về cấp thực cho đồng người cấp ngân cấp xuyên nghĩ lộc tài đề đa bốn mùa bằng nặng cam qua qua bến sông mê cho đồng qua bến sông mê tài năng phát triển mọi bề yên vui sơ văn đâu đôi các nơi tam tòa tiên anh cõi trời thượng thiên tấu lên phật thanh tiên hiền là
lại nở ra rồng, trứng rồng lại nở ra rồng, hạt thông lại đầy, diêm ra cây thông bốn mùa xuân hạ thu đông. Thu đông bốn mùa xuân hạ thu đông, xuân cầu đông hạ đông cầu tài bốn mùa ông giáng phúc lại. Lấy ở sông Ấn nước này, lấy ở sông Ấn tưới lên cây lộc xanh tươi rườm rà bốn mùa phẳng lặng tan hoa. Cương thăm cờ rêu quang minh chiếu từ trung ngã tích càng cung giàng kim cung hoàng lần cần thánh tứ phủ lắm phép quân binh độ chỉ đệ tử con đặt vui tu quỷ trên theo phật thánh dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai ông lớn về tiếp lập ban tài. Phi thông pháp nhẫn di quan tục thể nhẫn trực viên thông thần nhẫn như thiên nhật chiêu diệu để hoàn đồng huyền binh pháp giới nội cô thứ tức hàm dòng nhân dân khai cụ túc vật vật tổng viên thông. Cung thỉnh Như Lai điểm khai thần nhẫn, thần nhẫn chiếu tinh nhanh khai thần di nhi thính thanh khai thần khẩu thông minh thuyết khai tâm tâm hoan lạc khai túc lăng bộ hành dung nhan thập kỳ diệu quang biến chứng hình hình nhân. Thần đệ tử dâng
bản văn đơn trình sự tích để tam hòa thơ phu sơn duyên nghề dục tu người con vua thủy quốc động đình tôn nê danh hiệu đệ tam hoàng quân tam phủ bái tiên thiên hệ quan sám tạ bản từ điện vị tiên thanh phụng công kim ngân tài mã thí thực cô hồn cung linh liệt giá chắc giáng dương đồng kỳ bản mệnh bình an lộc tài vượng tiên tăng duyên trường thọ sự kim mê thần đệ tử đàm mê đức mạnh nguyên tại chu quốc tam giang châu sinh tại Việt Nam hy quốc cống kỳ trí tự thân bản mạch sinh canh ngọ liên thành canh tam thập tuế hương Việt nhật thời sinh giao quang cung thượng nghệ thuộc trung thiên bắc đẩu đệ thất phá quân tinh quân thượng thanh bản mạch sư tử cung lâm vệ khanh nguyên thần phùng trọng hương chân quân lưu niên vận trị thủy diệu tinh quân bàng lâm bác quay chân cùng thần quan đàng tức nhật ngưỡng can cao ngự phủ giám vi thiền ngôn niệm thần đệ tử phao sinh trần giới kết tập nghiệp duyên tuy sắc thân nãi phục mẫu sinh thành như căn mệnh hệ thánh tiên quản trưởng dù các an toàn tính mệnh đất tu túc diệt tinh thành kỳ ngu nghiệp trọng phúc khinh thừa sự vị hài vu thánh nhĩ à trướng thâm tuệ thiển xuất ngôn nan hợp ngũ nhân tình do thị kim nguyệt cát nhạc kiền thỉnh pháp sư lưu hải trường tự quảng nghiêm đạo hiệu huyền đức thanh đồng vũ thị thu minh nghệ vu vân cát vọng phủ thiết lập đàn duyên cung trần bái đạo Nam mô thập phương vô lượng thượng trụ tam bảo kim điên tỏa hạ Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát tổng điên tỏa hạ cung duy tam giới thiên chủ tứ phụ vạn linh công đồng thanh đế ngọc bệ hạ thiên tiên tam tòa vương mẫu ngũ vị hoàng tử vương quang tứ vị không sai tiên tri công chúa thanh gia tiền cung ý duy cai đồng thủ mệnh thủ lộc thủ căn hoàng triều hoàng quận tiên nương sơn trang bộ chúng gia hạ cung duy thượng thanh bản mệnh vũ
liệt thiên đô tây hoa công chúa ngự la tiền đàn duyên nhất thiết liệt vị quy linh thánh tiền cung cung vọng thánh tử động thủy chiếu giám phục nguyện kim dung quảng sát hoàng thi tử dục tư bồi thiện quả dĩ viên thành mặc vận thần công điểm xuyết cáp hoa nhi sáng lãng y quang phục ảnh đinh ta ngoại vọng kỳ cung tường hạ đức thừa tức thứ đắc thân bồi hư phàm tịch danh chính ngôn thuận biễn di vu sử thi cuồng phong họa khứ phúc lai doãn hiệp đồng mông thi các khánh cẩn ý tuế thư kỷ hợi niên thập nguyệt sơ cửu nhật đương thời nghệ đương đàn gia trì pháp sự thần pháp sư tự quảng nghiêm đạo hiệu huyền đức thừa hành đàn tôi bốn phủ được sở cầu như nguyện. Tôi chữ trường sinh ông đức phê cho nhị từ trường sinh chữ phú chữ quỳ hàng linh đời đời phê cho sống mạnh lâu dài. Chỉ muốn làm bài này là được phần bằng cả. Chúc phúc cho các đồng đền đồng điện tác phúc trợ duyên cho thầy trò họ Vũ họ Đàm mà cho nhà nào phúc lấy sống lâu giàu bền sở cầu như nguyện cho dân thôn bản hạt phong điều vũ thuận giáp bạc bao phen rực đỏ hồng người sông pha trong trận lập chiến ra tay cứu nước trừ cơn nguy biên tiếng đề ngàn năm thank you.
sông thao sông Tà trở ra về đóng ngã Ba Chanh sương ta đàn hát tập tành thương âm phú thịnh đàn tranh chuối đời dòng cân đai ý mũ người vào tàu dẫn ba đồng tử đi theo hầu vào cung vương mẫu gia hầu đức vua cha thank you.
truyền phán các quan ông về truyền phán các quan tả cơ hữu đội lượng ban đáo đàn quân thủy quân bộ đôi hà thiên binh vạn mã hằng hà kêu sang lệnh truyền thiên đội vạn cơ sớ điệp dâng lên người về tấu đôi chép biên rõ ràng phê cho vì thị trường sinh khai quang dòng nhan thâm kỳ diệu quang miên chứng đàn duyên ngã tích tăng cũng giang kim phục hoàng thần ẩn thánh chúa tiên trung vương
đến cái ấn thầm xài của đình thần bốn phủ mà. Dạ. Ngày nay họ đã xuất thủ trình thần, cắt tóc làm con, nối đời làm con của đình thần bốn phủ hả? Dạ. Trên đeo thánh dưới theo thầy, có đến ngày tuyển đầy mãn quả hả? Dạ. Ban danh chi diện cho họ vũ hả? Dạ. Có danh có diện, có lương có lộc, một sự việc tiên cung tiên thánh, gánh việc là chung cho đến ngày tuyển đầy. Dạ. Phúc thần họ cho thủ nhang đồng đèn sở tại hả? Dạ. Chúc cho các thủ nhang đồng đèn, đông con nhang được bát ngàn đệ tử, cho pháp sự làm đâu được đó hả? Dạ. Cho dân thôn bản hạt phong điều vũ thuận hả? Dạ. Đứng anh hào
lầm lẫy. Khắp mê mỏi miền đã dậy thần cơ các cửa sông đô đó phức thờ ninh giang lại đổi ngôi đền thờ ông lớn tuần tranh đi. Vạn cơ lệnh truyền thiên đội vạn cơ hoan lớn bây giờ người chắc sáng anh linh trước là khám xét bản đền sau là chư chóc tà tinh phen này uy ra trần thế biết tay trần thế biết tay uy ra trần thế biết tay ngự lên đồng tử cứu dậy dương gian cứu cho đệ tử bình an sứ điệp dâng kim ngân sớ thức dâng lên hiệu ngách nhị thập ngõ nhị bách cửu thập cửu hiệu y vũ vân cát vọng phủ cơ à. Thượng phụng Phật thanh cúng giảng thu thiên tiên lễ phát tấu biểu quan thính Phật tuyên kinh cung in tứ phủ kính lễ sơn trang bái tiễn thiên quan sám tạ bản từ liệt vị tiên thánh phụng cống kim ngân tài mã xuất thủ trình đồng thí thực cô hồn cờ bản mạch bình an lộc tài vượng tiến diên sinh trường thọ sự kim thần nì bộc ngân thanh đồng vũ thị thu minh tự huyền quang hiệu tuệ giác đại bái vị đệ tử đàm đức mạnh bản mạch sinh canh ngọ niên hành canh tam thập tuế kim niên vận trị thủy diệu tinh quân bảng lâm bát quái chấn cung thần quan nàng
Chủ kim nguyệt cát nhật kính trần thượng mã chỉnh sức long chu nghinh thiên tượng tất tập ư gia trung tống ác sát xuyền quy ư môn ngoại hàng kinh tắc pháp duyên mãn tán trường ngũ phương thánh giả uy linh vọng tứ chỉ công tào phong hóa thể thượng đế hiếu sinh tri đức sát hạ dân kỳ đảo chi tình chuyển họa vi tường biến tai tác phúc tu trí chát hạ giả kinh chát vương ngũ phương thanh chúng liệt vì uy linh hàm tuân phật sắc tẩy cước thượng thuyền đồng quy tiên cảnh nhập ngao du tiền vãng bồng đài thường tự tại an tâm tạo đức thiện niệm tốc hồi bất đắc hoãn chỉ vô vi thời khắc cố chát tuế thứ kỳ hợi niên thập nguyệt sơ cửu nhật thời chát đường đàn gia trì pháp sư thần pháp sư tự quảng nghiêm đạo hiệu huyền đức thừa hành lệnh quản lớn châu về lòng chát có lời thủy bộ chư gì tán đàn viên mười chữ trường sinh em lớn thế cho nhị từ trường sinh chữ phú chữ quý ta lên lời thế cho không phải mưu tờ bằng chi vui tờ bài nghề công của kim ngân mã mạo thiếu anh em ta cho làm đủ mãn tán đàn duyên đó. thank you.
công có lớn quần, lòng dân chúng con mãi mãi còn ghi. Tiếng loa đồng hỏi nước sông tranh, gương thiêng bách chiến tung hoành là sóng trà lời lưỡi đao thiên đã từng tiêu nước ông chính người ở đất Ninh Giang. Khắp bốn phương xa gần đều biết quan lớn tuần người đã dâng thần cơ, các cửa sông đâu đó phụng thờ Ninh Giang lại nổ ngôi đền thờ quan tuần chánh. An Thanh nhiều nơi lịch sử vốn đặt bày sĩ cố truyền lại, bao phen xuất nhập trang đài vua ban chân chính của đất quảng cai triều đình. Châu hổ phục nốt tam đầu quận khúc châu nền, nâng dơn phường múa đôi bên quan tuần chắc giáng ngự nền sập dòng. Sắc ban phong ngài kim chi tam giới hay chốc tà sát quỷ trừ tinh, tôn quan bản phép muôn linh nghe quyền ngài cai quản thiên binh nhà trời. Ngự đồng chơi, ngự đồng chơi minh quyền bóng quý, nước uy trời thủy khí đoan trang nghe bóng quan tuần người hiền anh ai đang xa tay tế độ trần gian con được nhờ. Hiền thân cơ gia uy hùng hồ lệnh quan truyền tế độ muôn dân, đúng 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 mà nổi trần phong vân nghi từ đồng ban phép cứu dân trừ ta. Khắp gần xa ơn quan tuần vạn bội, hoặc ai mà nhầm lỗi truyền ta nghe hay còn cách trở giang hà tâm cờ chi núi núi đà tan đầy. Tiên nước danh nga tung hoành dung nước, cảnh non bồng mà nước nhược bồng lai, khi trời bàn chúc bạn mai bạn loan tiệc ngọc sum vầy sướng ta.
chơi thanh thị hồ tiên nê ba ngàn thế giới dư tiền tiếng quan đệ ngũ nổi khắp miền đông tây sài loan thanh gia bát thải động đình quan lớn điêu phù vua bát thải động đình sắc phong điều thất anh linh nghi khác thường chấn nam thiên nghe hải hà trung tu đổi dấu thiên nghe về phủ hai linh a di đà phật a di đà phật đô hương xả nhiệt pháp rơi mông ngân chư phật hải hồi tất sao văn tùy sư kết tượng vân thành núi thương ngân chư phật hoàn toàn thân nam mô sa loan gia hồi vui vẻ đền rồng sớm hôm mai cho bà đệ nhất vui vẻ trong đền rồng ngày chơi phủ tía lầu hồng hề thánh châu vào xa sa loan thanh xa hồi cung tiên thánh trên ban là kinh nghi dâng văn là tiên thánh nghe trên ngàn nề đông quân tuần quan nghe sáng là đền là hôm nay được nghe về ngàn cánh thuê nguyệt lặn sao tàn ý bữa tuôn đầu hành
ra trăng ngài mắt ni phượng long lanh nghi à y Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho đệ tử phúc lâu giàu bền, chờ độ cho đi từ trường sinh. Làm tôi thánh châu thì khỏi phải lo, vừa tóc bạc trên đầu vòng vòng, cho trứng rồng lại nở ra rồng. Đời tôi bao xa nên ngàn đi hai
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chớp để đôi đoạn đi mưa buồn từng cơn khi nước gió lúc lại thác dần cành hồng dòng chơi nước nhược ngọn bồng lộc gần xa.
cho đồng. Thank you.
lại trở ra về khi ra tiên bản lúc về đồi ngang miếu giữa đàn già bản sắc chỉ lục lục khác người trần gian.
tung huyên vui mừng nên bàn ăn đều bừng giờ xiết bao mới hay như ý sợ gối đâu quỳ làm tôi thiên thánh ước tu nào hiền
theo Phật thanh